Cụ Thọ Thiện Hiện lại bạch Phật: Bạch Thế Tôn, nếu Đại Bồ Tát tinh cần tu học Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, thì nên an trụ ở đâu? Phật dạy: Này Thiện Hiện, nếu Đại Bồ Tát tinh cần tu học Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, thì chẳng nên trụ sắc, cũng chẳng nên trụ thọ tưởng hành thức. Này Thiện Hiện, nếu Đại Bồ Tát tinh cần tu học Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, thì chẳng nên trụ nhãn xứ, cũng chẳng nên trụ nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ. Này Thiện Hiện, nếu Đại Bồ Tát tinh cần tu học Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, thì chẳng nên trụ sắc xứ, cũng chẳng nên trụ thanh hương vị xúc pháp xứ. Này Thiện Hiện, nếu Đại Bồ Tát tinh cần tu học Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, thì chẳng nên trụ nhãn giới, cũng chẳng nên trụ nhĩ tĩ thiệt thân ý giới. Này Thiện Hiện, nếu Đại Bồ Tát tinh cần tu học Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, thì chẳng nên trụ sắc giới, cũng chẳng nên trụ thanh hương vị xúc pháp giới. Này Thiện Hiện, nếu Đại Bồ Tát tinh cần tu học Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, thì chẳng nên trụ nhãn thức giới, cũng chẳng nên trụ nhĩ tĩ thiệt thân ý thức giới. Này Thiện Hiện, nếu Đại Bồ Tát tinh cần tu học Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, thì chẳng nên trụ nhãn xúc, cũng chẳng nên trụ nhĩ tĩ thiệt thân ý xúc. Này Thiện Hiện, nếu Đại Bồ Tát tinh cần tu học Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, thì chẳng nên trụ các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra, cũng chẳng nên trụ các thọ do nhĩ tĩ thiệt thân ý xúc làm duyên sinh ra. Này Thiện Hiện, nếu Đại Bồ Tát tinh cần tu học Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, thì chẳng nên trụ địa giới, cũng chẳng nên trụ thủy hỏa phong không thức giới. Này Thiện Hiện, nếu Đại Bồ Tát tinh cần tu học Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, thì chẳng nên trụ vô minh, cũng chẳng nên trụ hành thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử, sầu, than khổ, ưu não. Này Thiện Hiện, nếu Đại Bồ Tát tinh cần tu học Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, thì chẳng nên trụ bố thí Ba La Mật Đa, cũng chẳng nên trụ tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát Nhã Ba La Mật Đa. Này Thiện Hiện, nếu Đại Bồ Tát tinh cần tu học Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, thì chẳng nên trụ pháp không nội, cũng chẳng nên trụ pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh.